Tập 11. Mẹ, dạo gần đây sức khỏe của mẹ không được tốt đâu. Dạ, mẹ phải nghỉ ngơi thật nhiều biết chưa. Với lại nhớ uống thuốc nữa đó, mẹ có hiểu không? Dạ. Dạ, vậy mẹ nha. Gặp lại mẹ sau. Con sẽ gọi lại sau. Cô Nisa, cô đau chân sao? Đâu có đau đâu. Nếu vậy tốt rồi. Tại nhìn cô đi không được bình thường. Tôi không sao đâu. Đây là giấy tờ của anh nè. Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta nên lên đường sớm thì hơn. Ở đây các sân bay cũng xa lắm luôn đó. Nếu chiều muộn sẽ đi lại khó khăn lắm. Cô Nisa, lúc nãy tôi nhìn thấy phía bên kia. Hả? Màu trắng trắng, đó là gì vậy? À, đó là chùa Nát San Sa. Chùa sao? Ừ. Vậy chúng ta qua đó một chút được không? Cũng được à. Chúng ta đi thôi. Người Hàn nếu như phụ nữ mà đeo kẹp tóc màu trắng như vừa rồi đó, có nghĩa là chồng của họ hoặc người thân trong gia đình của họ vừa mới qua đời. Vậy sao? Mình đi. Ở tỉnh Kangwang-do này thì chùa Nát San Sa được xem là ngôi chùa cổ nhất ở đây luôn đó. Người Hàn Quốc và khách du lịch thường tới đây để lễ Phật cầu phúc rất là nhiều, bởi vì họ tin rằng nơi đây là một ngôi chùa đất thiêng. Tôi rất thích. Vừa yên bình, thanh tịnh và một cảm giác rất khó tả nữa. Tới mức đó luôn hả? Đúng vậy. Đi xa thật sự rất vui, bởi vì anh nói là thích. Xem ra việc anh làm mất hộ chiếu cũng là một việc tốt đó nha, không phải hay sao? Nhờ vậy mà anh mới có cơ hội tới lễ Phật ở ngôi chùa linh thiêng này. Phải rồi, cũng coi như là trong cái rủi có cái may thôi. Chỉ có điều bàn thờ Tam Bảo là ở đâu vậy? Ở bên này nè. Chúng ta cùng lên bàn thờ Tam Bảo để lấy Phật luôn đi. Bên này nè. Được. Cô Nisa, sao cô cầu nguyện lâu quá vậy? Cô cầu xin điều gì? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi chỉ cầu xin một điều thôi, cho ba của tôi được khỏe mạnh và sống thật lâu cùng với tôi. Và tôi cũng cầu xin một điều là cho mẹ của anh được khỏe mạnh, không bị bệnh gì, sống thật lâu cùng với anh. Cảm ơn nha. Ừ,
Vậy thì tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Anh cầu nguyện điều gì? Tôi sao? Tôi cầu cho tôi đạt được ý nguyện với điều mà tôi đã mong chờ từ lâu trong đời. Và tôi cũng cầu cho điều đang ở trước mắt tôi có thể trở thành hiện thực, giống như những gì mà tôi mong đợi. Ôi rộng quá ha. Tôi thực sự rất tò mò, muốn biết là điều ở trước mắt của anh là gì rồi đó. Tôi mà nói hết ra thì sao có thể là lời cầu nguyện được chứ. Có đúng không? Ừ. Đỡ hơn nhiều rồi. Bác nói được tiếng Thái luôn hả bác? Cô nói được tiếng Thái, vậy cô là người Thái sao? Dạ. Bác đỡ hơn chút nào chưa bác? Cảm ơn. Cảm ơn cô. Không có gì đâu. Mà sao bác lại nói được tiếng Thái vậy bác? Chồng tôi là người Thái. À. Dạ, tay bên kia nữa. Cảm ơn cô. Dạ. Sao này đúng rồi cô gái. Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại nhau nữa. Dạ. Hãy giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Từ từ. 차를 타십시오. 천천히 오셔도 됩니다. Tạm biệt. Dạ con chào bác. 먼저 가보겠습니다. Cô Nisa. Ừ? Dạ. Ai vậy? Dạ không có gì đâu. Mà có điều, anh đi đâu mà lâu dữ vậy hả? Tôi đi cầu nguyện ở tất cả các điện thờ. Tôi cầu cho điều ở ngay trước mắt tôi sẽ trở thành hiện thực. Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi. Tôi không muốn là tất cả mọi người phải chờ hai chúng ta đâu. Sao trời lạnh quá vậy nè. Đi luôn cho đỡ lạnh đi. Tôi sắp lạnh chết rồi. Dạ. Đi thôi.
Dạ. Mời anh. Cuối cùng thì cũng chịu về rồi. Mẹ cứ nghĩ là con không thèm về đây nữa chứ. Sao mẹ cứ phải nghĩ tiêu cực về con như vậy chứ? Cái người nghĩ tiêu cực là con đó, không phải là mẹ đâu. Ở đâu mà lại có cái kiểu con gái đi khách sạn qua đêm với người đàn ông như vậy? Lỡ ai biết chuyện hoặc nhìn thấy chắc chắn sẽ thành chuyện lớn. Nè bà, con nó đi làm mà, ai cũng biết là tụi nó đi công việc mà. Ai cũng biết là sao? Ai cũng biết ngoài chúng ta đó hả? Người khác làm sao mà biết được chuyện này chứ? Mẹ sợ cái gì vậy? Con còn hỏi nữa. Mẹ sợ là con làm mẹ mất mặt chứ sao nữa. Con là người đặc biệt, không phải cái hạng bình thường, có biết chưa? Làm gì cũng phải cẩn thận giùm mẹ. Nhưng mà con có làm cái gì đâu, ngoài việc đi bàn công chuyện cho ba thôi. Mọi chuyện xong hết rồi ba à? Bác Manhattan đã đồng ý góp vốn với chúng ta mở xưởng sửa chữa rồi. Con làm tốt lắm. Phần còn lại cứ để ba tự trao đổi. Dạ. Con vẫn chưa đi được đâu. Lại có chuyện gì nữa hả mẹ? Nếu người đàn ông đó không phải là cậu ta thì mẹ cũng không có vấn đề gì với con hết. Vậy anh ấy không tốt chỗ nào sao? Thì nếu mẹ định nói với tầng lớp thì mẹ không cần phải nói nữa, nó quá xưa rồi. Nhưng mà những người khác họ không có nghĩ như con. Con không quan tâm người khác nghĩ sao cả. Cuộc sống là của con, con tự lựa chọn. Kiêu căng mà. Để coi con chung thủy được bao lâu. Anh khiến tôi muốn trở thành con mồi. Người hoàn hảo như cô chắc chắn là có thợ săn cả nước theo đuổi đó chứ, không phải vậy hay sao? Vậy có anh trong đó không? Tôi săn mạnh hơn, khác biệt hơn đó. Vậy nếu tôi muốn săn anh, tôi phải dùng con mồi gì để nhử anh đây? Tại sao tôi phải nói điểm yếu của mình ra chứ? Anh lại đi guốc trong bụng tôi rồi. Tôi sẽ làm cho nó trở nên vui vẻ. Bị gì vậy? Ôi trời ơi, đừng có chết máy như vậy nha. Cô tấp vào lề đường trước đi. Ơi, sao lại chết máy giờ này chứ? Đã đang gấp như vậy rồi. Hết xăng rồi. Cô nhìn kìa. Tệ quá đi. Bây giờ chúng ta làm sao?
gần đây không biết có cây xăng nào không nữa. Cô có biết không? Từ lúc lái xe cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy cây xăng. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể cứ ở đây chờ được. Nếu không có cây xăng vậy thì chúng ta phải đi tìm nơi nghỉ tạm trước đã. Anh định đi bộ tiếp hả? Thì nếu như cô không muốn đi bộ thì cô cứ ở đây chờ cũng được, tùy cô thôi. Chỗ này cũng tối nữa, trời thì mưa, lại còn lạnh nữa, ở một mình chắc sợ lắm. Tôi đi trước đi. Anh nè. Nè anh à. Anh. Nè anh. Anh à, đứng lại. Nè cô, nếu chúng ta vẫn không tìm được chỗ nghỉ, chắc là hai chúng ta sẽ chết cống giữa đường mất. Đều tại tôi hết, khiến cho anh phải chịu khổ rồi. Nè, cô. Cô sao vậy? Tôi không sao đâu. Tôi nghĩ là chúng ta mau đi tiếp thôi. Nếu không sẽ chết cống như anh nói luôn đó. Nè, nè cô. Ôi dạ. Nè. Trời. Nè, chân cô đau á. Sao không nói cho tôi biết? Chắc là tôi bị trật chân lúc bị té hồi nãy. Ở ngoài như vậy chắc chắn là không ổn rồi. Đi. Ôi, anh này, này anh định làm gì hả? Nè anh. Nè. Ê, anh đứng lên đi mà. Đừng có bướng nữa, mau lên đi. Nè anh, hay là thử vô đây coi sao. Hả? Đi. Nè, từ từ thôi. Từ từ. Chúng ta ổn rồi anh à. Ta 여기서 언니랑 둘이서 하는데 방이 하나밖에 없어. 언니, 다른 방 어디예요? 없어, 없어. 네. 근처에 없어요? 아, 없다니까. 여기밖에 없다니까. 그냥 옷 떼놓으면 좀 안 편해서 둘이서 부끄러워하지 말고 둘이서 자면 되지. 아니에요, 언니. 괜찮아, 괜찮아. 둘이서 뭐 어때서. 괜찮아, 괜찮아. 아니에요. 자, 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 자. 자, 응? 자. 언니! 네, 고. 어? 지, 에이, 너이, 너이, 지제. 마, 사, 마, 지, 에이, 응, 너, 른, 헛, 룬, 룬. chị ấy nói là có súp Hàn Quốc nóng hổi cho anh đó. Hả? Thật sao? Ui,
cũng tốt ha. Trời lạnh như vậy được ăn đồ nóng thì ấm biết bao nhiêu, lại ngon nữa, có đúng không? Ừ. Nè cô đừng nói là tối nay cô sẽ ngủ ở đây và tôi cũng sẽ ngủ ở đây chung với nhau luôn nha. Ừ. Trời ơi, sao cô lại làm vậy? Tôi sẽ bị mang tiếng cho mà coi. Tôi vẫn còn có mẹ nha. Ôi chết rồi. Lúc nãy cô lén nói chuyện tiếng Hàn với chị ta có đúng không? Cô nói chúng ta là... Nè, anh bị điên hay sao? Cô nói chúng ta là... cô nha. Tôi biết rồi. Tôi biết tại sao lúc nãy chị ấy mặt đỏ lên hết như vậy luôn rồi. Hả? Nhìn cô hiền lành mà lại như vậy sao? Cô cũng ghê thiệt đấy chứ. Ôi, nè anh, tôi mới là người bị mang tiếng mà, đâu phải anh đâu mà anh nói. Nè,먹어요. 뜨끈뜨끈 할 때 빨리 먹고 빨리 자. 언니 아니에요. 아유, 빨리 먹고 빨리 자고 내가 거기다 인삼 넣었어. 어. 많이 먹고 힘내서 둘이 어? 아니에요. 잘해봐. 빨리 먹고 빨리 자요. Nè cô nói gì với chị ấy nữa vậy hả? Sao mặt lại đỏ nữa rồi? Cô đừng nói là cô lại nói gì không tốt nữa, có đúng không? Nè, anh cũng thấy là tôi gần như không mở miệng nói được từ nào mà, không phải hay sao? Tại vì chị ấy tự nghĩ, tự nói thôi. Chị ấy nghĩ gì vậy? Không, không nghĩ gì hết á. Nè anh, không phải là anh kêu đói hay sao? Đói thì anh ăn cho no đi. Nè, anh ngồi nhìn mặt tôi như vậy, anh sẽ không no được đâu. Anh ăn hay không? Ăn đi. Ăn cũng được. Ngon quá ha. Cô ngâm chân đi, để giãn gân cho đỡ đau. Không có sao đâu, xoa bóp nhẹ nhàng thì cũng đỡ rồi. Đừng có ngoan cố nữa. Nè, chân sưng to như vậy rồi mà còn dám nói là không sao nữa hả? Qua đây. Ừ? Ê, thôi. Đừng có bướng nữa. Lúc trước tôi thường bị thương lúc đá banh ở trường đại học. Mẹ tôi thường mang nước ấm như vậy để cho tôi ngâm chân. Với lại mẹ cũng xoa bóp như vậy. Xoa như vậy nè, với xoa gân nữa. Đó, rất là dễ chịu luôn. Cô có biết không, sáng hôm sau thì tôi khỏi ngay. Tới chiều tôi còn đi đá banh tiếp được nữa. Mẹ của anh dễ thương thiệt ha. Nghe thôi cũng thấy ấm áp quá rồi. Ừ.
một mình mẹ tôi nuôi dạy tôi, không để cho tôi phải thua kém ai hết. Ai? Ôi! Anh à! Vậy là xong rồi. Anh làm gì gỗ chân của tôi vậy hả? Tôi xin lỗi, tôi quên không kể hết. Khi bị trật khớp á, những vận động viên thể thao cũng phải làm như vậy mới khỏi được. Nè, nếu mà cổ chân của tôi bị làm sao đó, tôi sẽ kiện anh đòi bồi thường vì bẻ chân của tôi. Anh nghe thấy chưa? Ôi! Dễ ngủ dữ vậy. Nè, nè, nè anh. Chồng ơi, chồng ơi, ơi, chồng ơi, chồng ơi, anh không được bỏ rơi em đâu. Chúng ta không thể chung sống với nhau được. Không được đâu, chúng ta hãy sống cùng nhau đi mà. Chồng à, chồng à.
Cô Nisa, cô không ngủ được sao? Hay là cô sợ tôi? Chỉ lạ nhà thôi. Có lạ người không? Không tới mức đó đâu. Có người chờ cô ở Thái Lan sao? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý như vậy đâu. Không có sao đâu anh. Hả? Thì là đêm trăng tròn trong đêm tuyết rơi đầu tiên. Người Hàn tin rằng nếu như được nhìn thấy trăng tròn vào đêm tuyết rơi thì cuộc đời sẽ được tràn đầy hạnh phúc. Cả cuộc đời cũng sẽ không bao giờ bị cô quạnh, vì ít ra vẫn có mặt trăng làm bạn với mình. Vậy có thể cho tôi làm bạn cùng với cô có được không? Chúng ta là bạn rồi mà. Đúng vậy ha. Đi thôi. Tắm tạo nhiệt. Chạy 가고 어젯밤에
잘 가. 화이팅. 잘 가요. 네. Hôm nay chân của tôi ấm quá đi. Chúng ta đi thôi. Ờ, nè cô. Tôi hỏi chút được chứ? Sao chị ấy cứ mỗi lần gặp tôi là chị ấy cứ bóp bóp vào tai của tôi vậy hả? Ờ, thì chắc là chị ấy muốn chúc anh mạnh khỏe đó. Vậy sao? Anh à, tôi xin cảm ơn anh về chuyện trật chân và cả tấm tạo nhiệt này nữa. Ừ. Hả? Ờ, anh à, trong lúc chờ Can Quan Đô mở cửa thì tôi có một nơi này nữa muốn đưa anh đi đó. Anh đi theo tôi nha. Đi đâu vậy? Thì cứ đi theo tôi. Là chỗ này nè, ngọn hải đăng trắng Hazode. Ở Hàn Quốc này có truyền thuyết về ngọn hải đăng này đó, anh biết không? Được truyền miệng từ rất lâu rồi. Chuyện kể rằng ngọn hải đăng này là biểu tượng cho sự chờ đợi và niềm tin trong tình yêu của các đôi lứa. Thường thì sự chờ đợi sẽ luôn mang đến nỗi buồn cho người khác, nhưng mà đôi khi đó cũng làm cho ta hạnh phúc lắm. Chà, cô có nhiều câu chuyện để kể quá ha. Cô có biết không, lần này khi tôi tới Hàn Quốc, tôi nghe cô kể nhiều chuyện tới nỗi có thể viết thành cả một cuốn sách luôn được rồi đó. Đồ đi. Đồ điên. Anh thử hét lớn lên xem. Giống như là có tiếng vọng lại từ phía xa xa kia kìa. Tôi không làm đâu. Ai mà làm giống như cô chứ. Thì anh thử chút đi. Hả? Không bao giờ. Người như tôi á, không cần phải làm những chuyện như vậy.